Tiểu sử nghệ sĩ Mai Ngọc Căn, những điều ít biết về nghệ sĩ nghèo nhất điện ảnh Việt từ trước đến nay. Nghệ sĩ diễn viên Mai Ngọc Căn là một diễn viên gạo cội của điện ảnh Việt. Ông chuyên đóng những bộ phim truyền hình miền Bắc. Không chỉ là một diễn viên mà nam nghệ sĩ còn là một giảng viên trực tiếp giảng dạy cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Chiều Xuân, nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng, nghệ sĩ ưu tú Bùi Thạc Chuyên. Nghệ sĩ diễn viên Mai Ngọc Căn sinh năm 1940, quê quán tại Bắc Ninh. Thuở còn trẻ, ông là một thợ mỏ, nhưng sau vì đam mê diễn xuất, Mai Ngọc Căn đã quyết định thi tuyển diễn viên tại Trường Điện ảnh Việt Nam, nay là Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp khóa 1, tại đây ông đã chính thức theo đuổi sự nghiệp điện ảnh của mình. Có thể nói, Mai Ngọc Căn là một gương mặt quen thuộc của những bộ phim truyền hình đất Bắc. Ông được biết đến như một diễn viên chuyên đóng những vai hiền hậu, có cuộc sống khắc khổ và bần cùng. Chính những vai diễn này đã giúp ông ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng cũng như tâm trí của khán giả và người xem. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của Mai Ngọc Căn, ông đã tham gia rất nhiều bộ phim Việt Nam. Với mỗi vai diễn, mỗi bộ phim mà ông tham gia, nam nghệ sĩ đều coi đó như một trải nghiệm mới mẻ và cố gắng thực hiện tốt nhất của mình. Hơn nữa, với những bộ phim mà Mai Ngọc Căn tham gia, ông đều có thói quen ghi chép lại một cách tỉ mỉ và đầy đủ những chi tiết của bộ phim cũng như những cảm nhận của nam nghệ sĩ về bộ phim đó. Đây cũng là cách để ông lưu giữ lại những kỷ niệm, những vai diễn mà nam diễn viên tham gia. Có như vậy mới thấy cả cuộc đời của ông đã tâm huyết như thế nào với nghệ thuật nước nhà. Ngoài diễn xuất, ông còn từng là một nhà giáo có tâm giảng dạy trực tiếp tại Trường Sân khấu Điện ảnh. Mai Ngọc Căn là một thầy giáo đã đào tạo ra rất nhiều thế hệ nghệ sĩ để phục vụ cho nghệ thuật và khán giả nước nhà. Không những có một sự nghiệp thành công với nhiều tiếng vang mà Mai Ngọc Căn còn có nhiều khán giả cũng như anh chị em đồng nghiệp ngưỡng mộ, bởi ông có một chuyện tình đẹp với nghệ sĩ múa Tống Thị Sơn. Cuối năm 2016, cặp nghệ sĩ đã gây nên nhiều sự chú ý với bộ ảnh cưới siêu lung linh nhân kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Tuy nhiên, đến năm 2017, ông phát hiện mình bị ung thư thận. Sau đó, Mai Ngọc Căn đã phải làm phẫu thuật, cắt đi một bên thận và một bên bảng quang. Nhưng chỉ cầm cự được đến tháng 3 năm 2018, căn bệnh của ông lại tái phát. Thời điểm này, ông đang tham gia bộ phim Cưới đi kẹo ế do nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng làm đạo diễn. Đây là một bộ phim cuối cùng mà ông tham gia trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Mặc dù tuổi cao, sức yếu, cộng với việc chống chọi với bệnh tật, nhưng nam nghệ sĩ vẫn luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan cũng như rất chăm chỉ và cống hiến hết mình vào nghệ thuật. Vào trưa ngày 3 tháng 11, cháu nội của nghệ sĩ Mai Ngọc Căn đã xác nhận ông đã qua đời tại nhà riêng vào lúc 16:30 ngày 2 tháng 11 sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Nghệ sĩ nhân dân Mai Ngọc Căn hưởng thọ 82 tuổi.